đất nước tôi cong cong hình chữ S, trải dài từ Bắc xuống Nam. Những cánh đồng mênh mông, cỏ bay mỏi cánh dọc bên sông Hồng, con sông lớn nhất trên miền Bắc, là chiếc nôi nuôi dưỡng nền văn minh của chúng tôi. Những hình ảnh thân thuộc tự ngàn đời này là biểu tượng về vẻ đẹp thanh bình của đất nước Việt Nam. Trong đó, hoa sen là biểu tượng về cái đẹp thanh khiết của người Việt Nam. Miền Trung, thiên nhiên nơi đây thử thách con người nhiều hơn, nhưng cũng ban tặng nhiều hơn. Danh lam, thắng cảnh, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Cùng với Phong Nha Kẻ Bàng, Huế, Mỹ Sơn, Hội An đã trở thành di sản thế giới ở miền Trung, là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước. Đến với Việt Nam quê hương tôi là đến với nền văn hóa 4.000 năm lịch sử. Như những giọt sương tinh khiết đọng trên lá, như những hạt gạo chắp chiêu từ những giọt mồ hôi. Văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều đời, tạo nên những con người Việt Nam giỏi giang, khéo léo, cần cù, rất thân thiện và mến khách. Cây lúa gắn bó với người Việt Nam chúng tôi từ thuở sơ khai, là cây lương thực chính từ miền xuôi tới miền ngược. Nếu như miền Bắc có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, miền Trung mưa nắng khốc liệt, thì miền Nam là nơi có khí hậu ấm áp, giúp cho nơi đây không chỉ là vựa lúa, mà còn là vựa hoa quả, tôm cá vô cùng phong phú. Miền Nam là xứ sở của sông nước. Ở đây sông là đường đi, sông là nơi họp chợ. Trên những chợ nổi như thế này, người ta bán đủ loại hàng hóa, nhiều nhất vẫn là trái cây và thủy sản. Chợ nổi đã trở thành một nét đẹp văn hóa trên vùng sông nước mênh mông của miền Nam. Mênh mang nước, mênh mang trời, nơi con sông thân thương của miền Nam, sông Cửu Long tìm ra với biển. Hãy đến với Việt Nam quê hương tôi, cùng khám phá vẻ đẹp đa dạng của dải đất hình chữ S này.